Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, Hùng Review đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi thì đáp nấy mới ở trên kênh Apple Channel của mình. Ok, trước khi bắt đầu số hỏi đáp lần này thì nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua iPhone với mức giá cực kỳ tốt thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di động Việt thông qua đường link ở phần mô tả của video này nhé. Tại vì hiện tại ở Di động Việt đang có mức giá cực kỳ ngon cho những dòng iPhone. Ví dụ như iPhone 11 mức giá chỉ loanh quanh 11 đến 12 triệu, iPhone 13 mức giá dưới 20 triệu cho anh em luôn. Phải nói rằng là đây là mức giá iPhone rẻ nhất thị trường và rẻ như thế nào thì hãy click vào link để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Còn bây giờ thì hãy đến với số hỏi gì đáp đấy lần này thôi. Câu hỏi đầu tiên ấy, thì sẽ đến từ bạn có tên là Hoàng. Gần nhà em có bán cây iPhone 11 quốc tế giá tầm là 8 triệu 5 Zinap thì có nên mua không anh? Few moments later. Với câu hỏi của bạn Hoàng ấy, thì tóm cái váy lại là bạn đang có nhu cầu là mua một con máy để quay phim, chụp ảnh tốt và bạn đã tham khảo được con iPhone 11 ở gần nhà bạn, ở một cửa hàng gần nhà bạn với mức giá khoảng tầm 8 triệu 5. Thì mình thấy rằng là với nhu cầu đó nên là quay phim và chụp ảnh ấy, thì con iPhone 11 này nó đáp ứng quá tốt rồi. Mình thề với các bạn luôn là trong tầm giá đó các bạn sẽ khó có thể kiếm được một chiếc máy hàng qua sử dụng hay kể cả là hàng mới nào mà có khả năng quay video và khả năng chụp ảnh tốt bằng con iPhone 11. Tại vì căn bản ấy, mình là một người dùng iPhone 11. Mình đã dùng iPhone 11 trong suốt khoảng tầm là gần 2 năm và mình thấy rằng là về phần camera này, về phần quay phim này, về phần chống rung này, về phần thu âm của em nó thì gần như iPhone 11 nó là vô đối luôn. Căn bản ấy, là con iPhone 11 nó sẽ có khả năng quay video 4K 60fps, quay trong điều kiện thiếu sáng tốt, quay trong điều kiện đủ sáng thì lại càng ngon. Và đặc biệt ấy, là iPhone 11 thì cái chế độ chụp ảnh tự động của nó là nó quá đẹp. Các bạn chỉ việc giơ lên chụp là nó đã đẹp rồi, không cần phải làm gì thêm. Và với nhu cầu của người dùng cơ bản thì quay video như vậy là quá ngon và chụp ảnh như vậy là quá tốt. Còn về cái nhu cầu là chơi game ấy, thì với con iPhone 11 mình nghĩ rằng là nó chơi game ngon nhất tầm giá. Thế các bạn luôn là có Apple A13 trên con iPhone 11 thì mình nghĩ rằng là nó tối hóa cái phần mềm rất là tốt và hiệu năng của con iPhone 11 mình đánh giá rất cao. Nó mạnh ngang so với những con như là Snapdragon 870 các kiểu các bạn ạ. Đó, nên là khi mà chúng ta chơi với những con game như là Liên Quân Mobile này, PUBG Mobile hay kể cả là Genshin Impact, nó vẫn có thể là chiến một cách ngon lành, mượt mà, không có bất cứ một vấn đề nào cả. Nói chung á, là con iPhone 11 nó rất ổn về cái phần hiệu năng và về cái phần là chơi game luôn. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là cái mức giá 8 triệu 5 nó có hợp lý hay không. Thì mình thấy đầu tiên là mức giá 8 triệu 5 nó hơi điêu điêu kiểu gì ấy. Tại sao mình lại nói điêu? Tại vì mức giá mình cách đây 1-2 tháng nhá, mình check con iPhone 11 mức giá hàng line new đang rơi vào khoảng tầm là 10 đến 11 triệu đó. Nhưng mà hiện tại mức giá của nó lại tụt xuống khoảng tầm 8 triệu 5 thì mình thấy hơi điêu điêu thật. Và mình có check trên một vài cửa hàng ấy thì họ đang bán hàng line new xoay gươm của nó trong là loanh quanh ở mức giá khoảng tầm 10 triệu. Mà nếu như mà bạn mua được con iPhone 11 này mà với mức giá là 8 triệu 5 mà xác định là hàng Zinap, mà nếu được VNA hoặc là phần trăm pin chai thấp ấy, thì mình thấy đây là một cái mức giá thơm đó. Mình nói thẳng các bạn này, người bán thì họ biết được là họ bán hàng gì, còn người mua chưa chắc các bạn đã biết được là các bạn mua hàng gì đâu. Có thể là với cái sản phẩm đó nó đã thay pin hoặc là đã sửa chữa gì đó, ép kính, ép màn hình chẳng hạn. Tại vì các bạn là con iPhone 11, cái tỷ lệ mà chúng ta mua phải một con ép kính là cũng rất cao các bạn ạ. Tại vì các bạn là con iPhone 11 thì sao ta, nó dùng một cái công nghệ màn hình là IPS LCD, nó đã xấu rồi, nên là có dù có ép kính hay là cho dù có thay một cái màn hình mới thì các bạn cũng rất là khó có thể phân biệt được đâu là màn low và đâu là màn zin. Nên là kèo này thì mình cũng thực sự là khó nói trước để điều gì. Nếu mà bạn may mắn kiếm được con máy Zinap ngon lành tất cả mọi thứ thì thực sự là mức giá 8 triệu rưỡi là một cái mức giá thơm. Còn nếu như mà bạn muốn an tâm hơn thì có thể là đập hộp hàng mới. Mức giá bây giờ loanh quanh khoảng tầm là 11 củ, 12 củ là bạn có thể đập hộp được một chiếc iPhone 11 rồi. Hiện tại ở Di động Việt thì đang bán con iPhone 11 hàng mới đập hộp có mức giá chỉ khoảng tầm là 11, 12 triệu thôi nhá. Ok, bạn có tên là Tuấn Lê có hỏi mình là: chú ơi, chú tư vấn cho con máy điện thoại nào tầm giá 5 triệu đến 6 triệu rưỡi hàng chính hãng, máy full box, không mua online, không phải Xiaomi, chiến được Genshin Impact setting thấp trong tầm 2 đến 3 năm điện, thi thoảng dùng quạt tản nhiệt sò lạnh. Mong trả lời. Với câu hỏi của bạn Tuấn Lê ấy, thì thực sự nhá, Xiaomi đang làm quá tốt ở cái mảng điện thoại giá rẻ tại thị trường Việt Nam. Các bạn có thể biết rằng là trong tầm giá 4 đến 5 triệu đố các bạn kiếm được một con máy nào có chip Snapdragon 680. Tầm 4 đến 5 triệu cũng đố các bạn có thể kiếm được con máy nào có con chip Helio G96 ngoại trừ con Nano 50, hay là từ 5 đến 6 triệu đố bạn kiếm được con chip Snapdragon 860. Rồi
Lúc nãy là mình nói 2 lần 860 đúng không? Thực ra cái 4-5 triệu là 680 đó. Và 3-4 triệu cũng là 680 luôn. Đó. Rồi tầm giá quanh quanh 6 triệu thì đố các bạn có thể kiếm được con chip Dimensity 1100. Thực sự nhá, là nếu như mà bạn không mua Xiaomi thì các bạn sẽ gần như không có bất cứ một cái lựa chọn nào khác để có được cấu hình tốt cả. Tại vì bây giờ mà bạn mua Realme nhá, thì nếu mà con đáng mua nhất tầm này mình nghĩ là con Nazo 50. Tại vì tần số quét màn hình của nó vừa cao này, hiệu năng của nó lại có Helio G96 thì nó cũng mạnh ngang ngang với những con máy trong tầm giá từ 6 đến 7 triệu rồi. Đó. Còn nếu bây giờ mua con Realme 9i, hiệu năng của nó Snapdragon 680 cũng tương đồng so với lại con Redmi Note 11, trong khi đó màn hình xấu hơn. Đấy. Trải nghiệm thì mình thấy rằng thua kém hơn nhiều. Nói chung á, là nếu mà bây giờ từ 5 đến 6 triệu rưỡi mà bạn mua hàng mới mà yêu cầu là phải có cấu hình tốt để có thể chiến Galaxy Impact và dùng trong vòng tầm 2-3 năm thì mình không biết là mình sẽ tư vấn cho bạn được cái sản phẩm nào các bạn ạ. Tại vì tầm này mà cố lắm ấy thì cũng chỉ được con chip Snapdragon 680 thôi. Hoặc là căng lắm ấy thì bạn cũng có thể kiếm được một vài con máy với con chip là Snapdragon 732G. Còn nếu mà kiếm con chip MediaTek ấy thì tầm này cùng lắm là Helio G96 hoặc là hết. Thật sự là hết các bạn ạ. Nên là nếu mà bạn không mua Xiaomi thì bạn có thể là không cần bỏ ra 5 đến 6 triệu rưỡi đâu. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng tầm là 4 triệu hơn thôi. Bạn mua cho mình con Nazo 50 là nó đã tương đồng và ngang ngửa với những con máy khoảng tầm 6 triệu rưỡi bán tại thị trường Việt Nam rồi. Và thật sự mình thấy là con Nazo 50 đang phá giá quá. Nếu mà nó bán với mức giá như vậy thì không biết là những sản phẩm trên cao, những sản phẩm khác của nhà Realme sẽ bán ra làm sao. Nên là nếu mà với nhu cầu của bạn nhé, mà chơi Genshin Impact và có tầm giá từ 5 đến 6 triệu rưỡi nhé, mà muốn chơi game ổn thì thôi, nên quất Nazo 50 nếu như bạn không mua Xiaomi. Còn nếu như mua Xiaomi thì có hai lựa chọn, một là con Poco X3 Pro, hai là tầm 6 triệu thì quất con Poco X3 GT là nó quá ngon, trải nghiệm game tầm 2-3 năm là thoải mái luôn đó, và đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của chúng ta rất tốt. Ok, đó là câu trả lời của mình. Hai gaming có hỏi mình là: anh ơi, giữa iPhone 8 Plus và Nazo 50 thì có điện thoại nào chơi game lâu dài ạ? Mong anh trả lời. Chúc anh nhiều sức khỏe. Với câu hỏi của bạn tên là hai gaming ấy, thì iPhone 8 Plus mà so với Nazo 50 thì nó như kiểu là trứng chọi đá đấy các bạn ạ. À, tại vì căn bản là con iPhone 8 Plus nó là con Apple A11, còn Nazo 50 là Helio G96. Mà con Apple A11 thì nó phải mạnh ngang ngang hoặc là tầm tầm với lại con chip Snapdragon 855. Còn Helio G96 thì nó chỉ mạnh ngang ngang với mấy con như kiểu là 7680 à, 680 tầm đó, hoặc là cùng lắm 720G. Thế làm sao mà so được với con chip Apple A11? Và chắc chắn luôn là về cái phần trải nghiệm game, về cái phần dùng lâu dài ấy, thì con iPhone 8 Plus nó sẽ ăn đứt đuôi con Nazo 50. Đồng ý là Nazo A50 có những cái điểm hơn, ví dụ như về phần pin hơn này, màn hình tần số quét cao hơn. Nhưng mà cái mà bạn đang nhờ mình tư vấn ở đây đó là trải nghiệm sử dụng và chơi game tốt lâu dài, thì chắc chắn là con iPhone 8 Plus nó sẽ ăn đứt đuôi luôn. Ok. Trang Nguyễn Thùy có hỏi mình là: update phần mềm điện thoại thì có thì con chip có được tối ưu theo không ạ? Cái này mình không trả lời được, nhưng mà mình sẽ phân tích cho các bạn biết được là có hay không. Thì cái này có thể là có và có thể là không. Cái update phần mềm và cập nhật phần mềm điện thoại nó hay lắm các bạn ạ. Nhiều lúc ấy, nhà sản xuất vui vui thì có thể tối hóa con chip đấy rất tốt ở cái phiên bản từ phiên bản Android 9 lên Android 10 thì tối hóa hiệu năng rất tốt đúng không? Mát rượi mà chơi game ngon. Từ phiên bản Android 10 lên Android 11 thì nó lại bị bóp hiệu năng, nó bị tăng nhiệt độ này nọ và chơi game dở. Đó là cái sự tối hóa từng phiên bản Android nó khác nhau. Thậm chí là những cái phiên bản update nhỏ nhỏ có khi lại cải tiến, có khi lại cải lùi, và thực sự mình không thể nào mà biết được sắp tới sẽ là cải tiến hay là cải lùi. Đó, ví dụ như iPhone chẳng hạn. iPhone là một cái lý do, một cái ví dụ triệt để nhất. Các bạn thấy không? Từ iOS 13 chơi game ngon lành, update ra iOS 14 đầy lỗi, rồi bị tụt pin, rồi bị chai pin, nói chung là bị giảm hiệu năng các kiểu. Update lên iOS 15, một vài phiên bản lại bị bóp hiệu năng, một vài phiên bản thì lại chơi game ngon các kiểu. Thực sự là khiến cho mình rất đau đầu. Thì mình sẽ giải thích đơn giản thôi, là cập nhật phần mềm có thể giúp tăng hiệu năng, có thể giúp giảm hiệu năng, vừa update mà vừa downdate luôn. Nói chung là với những cái phần mềm này thì khiến cho mình rất đau đầu và thực sự là rất khó nói. Ok, bạn Lân Nguyễn có hỏi mình là: chị em hỏi là con iPhone 11 giá 11 triệu hàng line new, cái này mới là đúng giá thị trường này, với con iPhone 12 giá 12 triệu 9 hàng line new thì con có nên ráng 2 triệu để mua iPhone 12 không? Trước mắt ấy, là nếu như mà con iPhone 11 triệu hàng line new hoặc tầm 10 triệu hàng line new thì mình xin bỏ thêm 1 đến 2 triệu mình đập hộp. Tại vì căn bản là các bạn phải biết rằng là chúng ta mua hàng iPhone hàng qua sử dụng ấy thì đã có rủi ro nhất định rồi. Vậy thì tại sao các bạn không thêm một vài triệu, 1-2 triệu thôi? Đó là mua lại cái sự an tâm.
Trong khi những con iPhone hàng qua sử dụng, iPhone 11 ra mắt được khoảng tầm 2-3 năm rồi đúng không? Đó, thì nó cũng đã hết bảo hành của Apple rồi. Và đại đa số những con iPhone qua sử dụng là hàng xách tay. Thế nên làm sao mà chúng ta có thể bảo hành được? Trong khi bỏ ra 1-2 triệu, có vấn đề gì chúng ta sẽ được bảo hành ngay. Có vấn đề gì chúng ta sẽ được thay thế linh kiện ngay. Nó an tâm hơn nhiều. Nhưng bây giờ các bạn mua một iPhone hàng line new 10-11 triệu, bạn dùng khoảng tầm 3-4 tháng hết bảo hành của cửa hàng đi. Hoặc là gặp lỗi gì đó mà đổi cửa hàng lại đổi thừa, cái lỗi đấy là do người dùng, thì chúng ta bắt đầu tự sửa, thay màn hình này, thay pin này, thay camera các kiểu, tốn hết bao nhiêu là tiền. Trong khi chỉ có thêm 1-2 triệu thôi là các bạn đã mua được một cái gói an tâm. Trong vòng 12 tháng các bạn sẽ không sợ bất cứ một vấn đề nào cả. Ví dụ như là mất email. Ở một vài gần đây có mấy ông mà update iOS bị mất email đấy các bạn. Đó, được bảo hành, mất email có khi là Apple sẽ đổi lại cho bạn con máy khác hoặc là sửa chữa một cách ngon lành, không có vấn đề gì, cực kỳ an tâm đó. Còn vấn đề ở đây là bạn hỏi mình là bây giờ lựa chọn iPhone 11 hay là iPhone 12 giá là line new khoảng tầm 13 triệu. Giữa cái sự chênh lệch đó, mình nghĩ rằng là mình sẽ lên iPhone 12. Căn bản là con iPhone 12, cái sự nâng cấp ở đây nó cực kỳ nhiều. Ví dụ như thiết kế nó mới hơn, nó kiểu theo kiểu iPhone 13 viền vuông các kiểu đúng không, sang hơn, xịn hơn. Và đặc biệt là cái sự nâng cấp lớn nhất ở đây đó chính là có 5G và có màn hình đẹp hơn. Đó, cái màn hình đẹp hơn là một cái yếu tố mà thực sự quá quan trọng. Nếu như các bạn dùng iPhone 11, các bạn update lên con iPhone 12, các bạn sẽ thấy rằng là ôi, màn hình nó đỉnh vãi chưởng anh em ạ. Từ một cái màn hình IPS HD cộng lên một cái màn hình OLED độ phân giải gần 2K. Cái sự khác biệt nhau ở đây là rất lớn và trải nghiệm của nó cũng gọi là sướng hơn rất là nhiều. Xem phim giải trí các kiểu cũng thoải mái hơn. Và thêm một cái nữa là nó sẽ có tính năng 5G, còn iPhone 11 thì không. Thì nếu như mà bạn muốn có cái 5G và muốn dùng lâu dài ổn áp hơn thì bỏ thêm khoảng tầm 1-2 triệu để lên iPhone 12 thì mình thấy hết sức là xứng đáng. Và như mà mình xem ở đây ấy, là dạo gần đây thì cái trò mà iPhone 12 Nhật đang nổi lên cực kỳ là gọi là sao mạnh mẽ luôn. Mấy con iPhone 12 Nhật về Việt Nam với mức giá chỉ khoảng tầm 12-13 triệu thôi. Thì mình thấy rằng là những con iPhone Nhật đã chả có vấn đề gì cả. Lên iOS 15 thì đã tắt đi tiếng chụp ảnh rồi. Rồi những cái vấn đề ví dụ như là đây là iPhone hàng quốc tế Nhật mà, nên là chúng ta vẫn có thể dùng được một SIM eSIM, một SIM chính hoàn toàn bình thường, cập nhật iOS ngon lành, SIM sóng y chang hàng Việt Nam, chẳng qua đó là cái mã GA hoặc là GP hàng Việt, hàng Nhật thôi. Còn về mọi vấn đề khác thì nó chẳng khác gì hàng quốc tế đâu. Nên là nếu như mà bạn cố lên được khoảng tầm 1-2 triệu thì mình nghĩ rằng là lên iPhone 12 chính là một cái sự nâng cấp xứng đáng, thực sự là xứng đáng. Và kể cả là lên phiên bản mới này thì những tính năng khác, những cái tinh chỉnh khác của con iPhone 12 mình thấy rằng là cũng nhỉnh hơn so với iPhone 11. Nhưng mà có một cái điểm trừ nhá, là con iPhone 12 pin yếu hơn, đuối hơn so với iPhone 11 đấy. Một cái sự bất ngờ ở đây là pin con iPhone 12 nó sẽ đuối hơn. Có thể là do bị giảm dung lượng pin này, và còn cái màn hình nó ăn điện hơn so với cái màn hình IPS LCD, nên là nó đuối hơn khá so với iPhone 11. Nếu mà so với iPhone 11 thì khoảng được tầm 8-9/10 các bạn ạ. Bạn Thành Nguyễn có hỏi mình là em đang dùng con chip là Intel Platinum, nó vẫn có thể là lướt web, lâu lâu thì bị lag, có nên thay chip không ạ? Với câu hỏi của bạn Thành Nguyễn ấy, em đang dùng một con chip Intel Platinum mà lướt web lâu lâu bị lag thì mình nghĩ rằng là chắc là bạn dùng quen rồi. Còn đối với cá nhân mình, bây giờ mình dùng con Platinum nào hoặc thậm chí là mình dùng cả i3 lướt web mình có thể còn lag chứ đừng nói là Platinum. Nên là cái vấn đề ở đây là có nên thay chip hay không thì không đơn giản chỉ nằm ở thay chip các bạn ạ. Tại vì Platinum mà với những bạn mà dùng PC mà kiểu phụ huynh mua cho ấy, thường là những cái bộ PC mà có tuổi đời cũng khá lâu rồi, khoảng tầm 3-4 thậm chí là cả chục năm rồi. Đó, nên là con chip Platinum đấy mà bây giờ mà muốn update lên một con chip khác ấy, nó không đơn giản chỉ là update con chip, mà chúng ta cần phải xem thử coi là RAM của máy mấy GB, rồi máy đang dùng ổ cứng gì, có phải là HDD hay là SSD hay là NVMe hay là PCIe vân vân. Đó, trong đó bạn xem gọi là máy RAM mấy GB. Nhiều khi máy bạn RAM 2GB hay là 4GB chẳng hạn, RAM 2GB, 4GB thì nó lướt web khoảng tầm vài trang Chrome thôi, nó đã bị đầy RAM, nó bị tràn RAM, nó sẽ đuối. Đó, hoặc là bạn dùng HDD mà những con HDD đầy cũ, tốc độ của nó cực kỳ chậm thì nó cũng là lag. Đó, thì bạn có thể nâng cấp là SSD này, rồi bạn có thể nâng cấp RAM này, bạn có thể là nâng cấp CPU cũng được. Nhưng mà hãy nhớ rằng là bạn hãy kiểm tra xem cái main của mình đang dùng là main gì. Nếu như mà main nó quá là cổ lục sĩ rồi, hoặc là main của nó quá đời date, nó quá xa xưa rồi, thì tốt nhất là nên nâng cấp cả bộ. Còn nếu mà date của nó vẫn gần gần ở đây, main thì vẫn là main mới, thì ok, có thể cân nhắc và update cái con chip được. Ví dụ như là cái main của bạn là main dòng B, như kiểu là B360. Đó, thì bạn đang chạy con Pentium, chắc là B60 là đời 8 đúng không? Pentium đời 8, thế hệ thứ 8 đi. Thì bạn có thể update lên một con i3
thì nó sẽ mạnh hơn. i3 đời 8 bây giờ rất rẻ, i5 đời 8 bây giờ cũng rất rẻ, chỉ còn tầm 1-2 triệu thôi mà hiệu năng cải thiện cực kỳ nhiều. Thì đó, nhưng mà các bạn phải check được là con main của mình đang dùng là main gì. Tuyệt đối không tự nhiên đi mua CPU, không tự mà đi mua RAM, không tự mà mua SSD gắn vào nha. Tại vì cái tính tương thích của những hệ thống PC ấy là nó không thể nào mà tương thích toàn bộ thiết bị được. Có thể là cái main này nó chỉ sinh ra và gắn được con chip này, rồi cái SSD này nó chỉ sinh ra và gắn được trên cái main này. Nên là nếu có nâng cấp thì phải check thật là kỹ main này có vừa được với con chip kia hay không, rồi SSD này có gắn được máy kia hay không. Máy thì dùng RAM DDR3 hay là DDR4 hay là DDR5 đó, nên check được thật là kỹ cái vấn đề này nhá. Rồi như vậy thì mình cũng đã chia sẻ rất chi tiết cho bạn Thành Nguyễn rồi. Và đây là câu hỏi cuối cùng của số hỏi gì đáp đấy lần này của mình. Các bạn nghĩ sao về những câu trả lời, nó sai ở chỗ nào hoặc là chưa đúng ở chỗ nào, thì bạn đừng quên góp ý cho mình ở ngay phần bình luận của video này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Nhớ để lại một like và subscribe nếu cảm thấy video này mang lại nhiều thông tin cho các bạn nhé. Bye bye.